Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nghèo ở Nhật Mỹ nha. Và em là Khánh, mọi người mua hàng liên hệ với số điện thoại 0777 896639 gặp Khánh. Bên em á, giao dịch lần đầu tiên thì chuyển khoản trước à, anh nào muốn ship tới nhà trả tiền thì nó là anh muốn ship code. Rồi sau đó thì ghi gõ địa chỉ số nhà đi giúp em. Bên em sẽ bao ship hóa đơn trên 500 ngàn. Nhưng mà ai những ai mà lần đầu tiên mua hàng bên em á, mà kêu ship tới nhà trả tiền là em sẽ không có bao ship nha. Đó, em nói trước là như vậy. Thì mọi người có thể đến lấy hàng tại số 137-95 Trần Đình Xu, quận 1. Bên em mở cửa từ thứ ba cho tới thứ bảy, tức nghĩa là 3, 4, 5, 6, 7 đó, 1 giờ tới 5 giờ chiều. Trước khi qua thì mọi người alo bên em để xem món hàng còn hay không. Rồi mọi người thấy video này hay nhớ bấm nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã xem video và ủng hộ hàng bên em nha. Rồi đi vào video luôn. Thì hôm nay thì hàng mới về rồi, thì cũng la rai á, từ đây cho tới tuần sau thì hàng mới về đều. À, rồi đi vào video luôn nha. 128.1 giá là 589.000. Đây là cây kéo của Engineer, cây kéo đa năng. Cây này thì quá khủng rồi, một cái sản phẩm rất là quen thuộc, mới về hàng lại, giá là 589.000. Thì ngày hôm nay em có một cây kéo này, cây kéo của Stabila, cây kéo của Stabiler. Đó, cây này thì là giá là 495.000. Cây này khá là đáng đồng tiền bát gạo luôn nha. Thì để em giới thiệu sơ qua cái cây này để cho mọi người xem. Cây này là giá là 589.000, là cây kéo của Engineer, hàng nội địa Nhật Bản, Made in Japan. Đây, Made in Japan, hàng nội địa Nhật Bản. Cây này là cây đa năng. Khả năng cắt của nó cũng khá là ghê gớm. Ví dụ như bây giờ cắt cáp nha. Cáp á, đối với cái sợi cáp là như vậy, gọi là sợi cáp là cái cọng dây điện mà bên trong có nhiều lõi dây điện nhỏ là gọi là sợi cáp. Cắt cáp phi 9 ly. Cái phần mà cắt kẽm với lại cắt dây đồng này nè thì nó là cái chỗ cắt khác nha, chứ không phải là cắt ngay cái lưỡi kéo nha mọi người. Đây, cái phía sau này nè mọi người. Đó, cái phía sau này nó có cái lưỡi nữa, thì mọi người sẽ đúc cái cọng dây kẽm và cắt phía sau này. Phía trước này là cắt dây, cắt đĩa, cắt CD đồ, cắt dây điện đồ, ok nha. Cái này cái kìm đa năng, cái kéo đa năng. Đây, em lấy cho mọi người xem. Đây thì là cái kéo nó sẽ cắt như vậy. Đó, mọi người sẽ đúc cái cọng dây kẽm vô chỗ này nè, đúc kẽm dây điện, dây kẽm vào chỗ này và mọi người cắt. Đó thì nó sẽ là cắt dây kẽm. Rồi, phần này là phần lưỡi chống trượt. Đó, cái phần này phần lưỡi chống trượt thì dùng để cho anh em cắt dây điện cái khúc này, cắt dây điện 2 ly thoải mái nha. Đó, phía trước là cái phần phía trước là lưỡi kéo thẳng bình thường, cắt giấy, cắt này cắt kia. Cái kéo của Engineer, cái này thì là cái thiết kế cái vân của nó vân như vậy, nó răng ra nó sần sần như vậy là vân chống trượt nha. Để lúc mà mấy anh cắt á, ví dụ mình cắt cái giày thì mình cần thêm lực nữa để mình bóp cái tay mình vô, thì là cái vân của nó là cái vân răng như vậy thì để chống trượt, để mình bóp cái tay mình nó có lực. Hàng của Engineer. Đây, Engineer Made in Japan hoàn toàn nha mọi người, hàng nội địa của Engineer luôn. Engineer được cái là thiết kế rất là đẹp. Thì cây này nó sẽ có cho mọi người cái bao. Thì cái bao này dùng để bảo vệ kéo nè, với lại là cây này khá là hay thì nó sẽ giúp cho mọi người nó thông thoáng cái lưỡi kéo này, nó không có bị ẩm luôn nha, tại vì đây nó có cái lỗ để cho thoát nước ra nè. Đó, nhìn nó như cái phi thuyền á, mấy anh hay gọi là kéo phi thuyền. Rồi cái này cái kích thước của nó là như vậy nha. Kích thước cây kéo này á, cây này nó khá là bé nha. Chiều dài tổng cây này á, chiều dài tổng cây này là 16 cm, 16 cm, đưa tay vô vậy. Phần chiều dài cái đạn lưỡi của nó là khoảng 5.5 cm nha mọi người, khoảng 5.5. Có một cái kéo của Engineer, giá cái kéo này là 589.000. À, còn cái này nữa là cái kéo này nè mọi người, nhìn cái phần cán này thấy không, đó nó không có ngay, hai cái này nó không có, nó không ngay nhau, nó sẽ lệch, nó lệch nhẹ nè mọi người thấy không, đó nó lệch nhẹ như vậy. Thì đây là cái thiết kế của đàn Engineer, đây là cũng là cái thiết kế đặc biệt của nó nha. Cái này là nó thiết kế theo cái tay của mình luôn nha, tại vì cái tay của mình nó không có đều và nó không ngay đó, thì như vậy thì nó sẽ tạo cho cái cảm giác cắt rất là thoải mái đó. Thì người ta thiết kế là đều có mục đích hết nha mọi người. Đó, nó sẽ lệch như vậy chứ không phải là bị lỗi đâu. Giá này 589.000. Cây kéo của Engineer 128.1 giá 589. Rồi, chủ yếu ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cây này. Cây này của Star Wheeler, một cái thương hiệu là đình đám luôn. Một cái thương hiệu đến từ châu Âu, giá là 495.000 mà giá nó cũng tốt hơn so với cây kia, rẻ hơn gần 100.000 lận. Đó. Thì cây này của Star Wheeler. Cây này là một cái cây kéo đa năng, thì không hẳn là đa năng, nhưng mà cây kéo này có khả năng cắt dây điện nha mọi người. Cắt dây điện. Và cây này lưỡi nó là lưỡi inox và độ cứng là 56 HRC.
mấy anh nên nhớ là 56HRC nha, là một cái độ cứng cực kỳ lớn. Trên cái cây kiềm engineer này á thì cái độ cứng của nó rơi vào đâu đó là cộng trừ 60HRC. Còn cái khả năng của cây kiềm này thì mọi người biết rồi, nó rất là trâu bò rồi. Đó thì khả năng cắt của nó đến 60HRC. Còn cây này là 56HRC là nó tương đương với một cái cây kiềm điện, một cái cây kiềm nhọn, cây kiềm cắt của Nhật. Nó thẳng là Tetsuroda luôn nha. Đó cho nên là mọi người biết là cái lưỡi cắt này nó cực kỳ khủng. Đây, cái lưỡi này á, cái phần tròn trong này là sẽ cho mấy anh cắt dây điện nè. Đó, còn cái phần ở ngoài này á là nó cái răng chống trượt, thì để cho mấy anh cắt những cái dây này kia nó không có bị trượt á. Đó, của Star Wheeler. Cây này rất là đẹp. Đây, rất là nhỏ gọn nha. Còn khả năng cắt dây điện cây này thì khỏi chê. Ở đây em có cái cùng dây điện. À, đây để em cắt cho mọi người coi nha. Mọi người nhìn cái đường cắt đó nha. Đó. Cắt ngọt ngào hơn cả một cái cây kiềm luôn nha mọi người. Đó, thì cây này khả năng cắt rất là khủng luôn. Mấy anh nhìn cái lưỡi đó nè. Cực kỳ đẹp nha. Cắt rồi là không thấy gì luôn. Đó. Một cây kéo của Star Wheeler. Hàng này là hàng của Đức nha mọi người, Star Wheeler nè. Đó. Chiều dài cái kéo này á, tuy là nó bé nhưng mà cầm nó rất là êm tay. Đây, chiều dài tổng của nó là 15 cm. Nhưng mà nó được cái là cái phần mà tay người cầm á, nó sẽ thiết kế chỗ này rất là to. Đó, còn phần cái lưỡi này á thì cái đoạn chiều dài cái lưỡi này á thì nó khoảng là 25 mm nha, khoảng 25 ly. Đó, thì cái lỗ đây, lỗ này cắt dây điện 2 ly thoải mái vô tư, không thành vấn đề. À, chỗ này là nó sẽ có cái cao su giảm chấn, cái này bằng cao su nha, để lúc mà mấy anh quăng xuống đất rồi đó, giảm chấn. Thì giá cái kéo này là 495.000, 128.5 với 495. Thì giá này là chưa bao gồm phí ship. Thì hóa đơn trên 500 là bên em sẽ bao ship nha. 128.3 giá là 810.000. Thì cây này mới về. Cây này là cây kiềm điện, cây kiềm đa năng của thằng engineer. Thì cây này là cây BZ59 này, y chang cây kia luôn. Nhưng mà cây này cây màu xanh lá, thì cây màu xanh lá nó sẽ mắc hơn 15.000. Hàng nội địa made in Japan, cây này là 810. Còn cái cây này là 795.000. Bên em hiện tại đang có hai màu để cho mấy anh lựa chọn. Giá cũng lệch nhau luôn. 128.3 giá là 810, 128.4 giá là 795.000. Đó, hai cây. À, về chức năng, về thiết kế, về sản xuất, về độ cứng, tất cả mọi thứ là đều như nhau hết, y chang nhau hết, không khác nhau chỗ nào luôn nha mọi người. Đó. Thì à, giá cái này là 810, giá cái này 795.000. Để em lấy cái này ra cho mấy anh xem. Cái này của engineer, đó. Made in Japan, hàng mới chăm chăm. Cây này là ưu điểm hoàn toàn, không có chơi được bất kỳ cái chỗ nào trên cây kiềm nào hết. Nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm duy nhất, đó chính là giá tiền nó mắc quá, nó tới 810.000 một cây lận. Nó cũng khiến là anh em phải đắn đo suy nghĩ đó nha. Đó, quan trọng là cái phần lưỡi nè. Phần lưỡi này là chuyên dùng để trị những ốc bị te đầu, những ốc rỉ sét không có gì để mở ra được, thì lấy cái này để trị nó. Cái này cạp cực kỳ khỏe nha. Đó, răng cỏ rồi nè, còn rất là đẹp, hàng mới mà nhìn rất là sướng luôn. Engineer made in Japan, hàng này nội địa hoàn toàn. Giá cây này là 810.000. Thì cây này á, nó có khả năng mở những ốc có phi, cái đường kính đầu của nó sẽ là từ 3 ly đến 15 ly. Cái phi cái đỏ này nè, cái phi nè từ 3 đến 15 ly, những con ốc bị te đầu như này kia đâu. Thì cái này là chuyên để trị. Và chức năng này kia rồi, cây này em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Giá cái này 810.000, 128.3 giá 810, 128.4 giá 795.000. Thì đây là cái kiềm màu tím. Đó, hai màu cho mấy anh lựa chọn, y chang nhau, đều là BZ59 hết. Cái này chiều dài tổng của nó là 2 tấc nha mấy anh. Chiều dài tổng cái kiềm là 2 tấc, 204mm nè. Đó, độ cứng là đều là 60 cộng trừ 2HRC. Giá của nó là 795.000, 128.4 giá 795. 128.5, đây là cái cây đa năng của thằng Kai, giá 139.000 một cây. Cây đa năng khui bia, khui rượu, mở hộp của thằng Kai. Hàng này là hàng nội địa hoàn toàn nha, made in Japan. Hàng này là được nhập hải quan chính ngạch, có tem chống hàng giả, đồ tất cả mọi thứ xuất xứ rất là rõ ràng của Kai nha, và là made in Japan. Thì hiệu Kai và made in Japan. Thì cây này nó sẽ có những cái chức năng sau đây.
Để em lấy ra cho mọi người xem nha. À, để khui cái này ra. Đó. Đây, những chức năng sau đây đầu tiên đó là khui rượu nè. Đó, khui rượu chỗ này. Chỗ này là khui rượu. Chỗ này là khui bia. Đó, bật nắp chai bia lên. 1, 2. Cái thứ ba là sẽ là cái này, dùng để nạy. Để nạy cái hộp này kia đồ lên. Và cái móc này, cái móc này dùng để. Đây, ví dụ như ở đây em có cái hộp đi thì mấy anh sẽ dùng cái cây này, mấy anh nạy lên. Mấy anh dùng cái cây này mấy anh nạy nó lên đúng không? Nạy nó lên xong rồi thì mấy anh sẽ dùng cái móc này nè, móc vô đây. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đòn bẩy để mình bật cái nắp hộp này lên. Bật cái nắp hộp này lên tại vì á, ví dụ như chị ở nhà đi thì cái lực tay nó sẽ rất là yếu, mà những cái hộp này á thì nó sẽ rất là cứng. Mấy anh móc lên rồi đúng không? Mình còn phải lấy tay mình gịch ra nữa thì cái lực mà lúc mà mình gị ra như vậy nè, nó sẽ rất là đau tay và sẽ rất là nặng tay. Mà thường á thì mấy chị nội trợ ở nhà thì cái lực tay sẽ rất là yếu. Đó. Thì cái này nó giống như là cái đòn bẩy vậy đó, để cho mọi người bật lên nha. Cái này rất là hay nha. Đây cái hộp như vậy nè thì mình sẽ đưa vô và mình sử dụng nguyên tắc đòn bẩy để mình bật cái nắp này lên. Đó. Để cho những ai mà tay yếu á, đó thì bên đây. Còn cái mé bên đây á là khui hộp. Khui hộp như vậy. Đó thì mấy anh sẽ gái vô đây. Đó, mình gái vô. Đó, gái vô. Đó, mình khui hộp thôi. Mình cứ gặt thôi. Đó, gặt tới, mở nắp hộp ra. Giá cái này là 139.000, 128.5 giá 139.000. Đây là một cái cây dao gọt hoa quả của Hoàng Cai, giá là 199.000 một cây. Cây này là hàng nội địa hoàn toàn, made in Japan luôn, tem chống hàng giả, nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng. Giá cây này là 199.000. Thì trong video này em sẽ khui cây này ra luôn để xài. Hôm bữa là em nói là em có cây này nhưng mà em lục tới nay thì vẫn mất tiêu rồi, vẫn chưa tìm được luôn. Thì sẵn là khui cây này ra xài luôn. Cây này rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp. Đây, giá của nó 199.000 một cây nha. Made in Japan hoàn toàn, cai, thép không rỉ. Và quan trọng là em thích nhất cái vỏ này. Đây, cái vỏ gỗ nha mọi người. Đưa vô là nó bao khít luôn á, cực kỳ khít luôn. Đó, đó là lý do tại sao mà cây này hiện tại là nó đã sản xuất rất là lâu rồi. Và cái mẫu thiết kế này nó vẫn giữ y nguyên tới bây giờ luôn. Và cái bao bì này, những anh em mà chơi đồ bãi rất là thích cây dao này. Tại vì cây này rất là bền. Đó, cái bao này cực kỳ khít nha mọi người. Và với lại là cái cán dao này nhìn kỹ nha, nó sẽ thiết kế như vậy nha mọi người. Nó sẽ nghiêng như vậy để cho mấy anh á, lúc mà mình cầm cái tay của mình á, thì chỗ này của mình nè là nó là một cái khớp tay á, thì nó sẽ bớt ôm vô cái khớp tay luôn. Dùng là cắt hoa quả là cực kỳ sướng nha. Đó, của Kai, thép không rỉ. Giá cái dao này là 199.000 một cây, hàng của Kai. Bao đẹp và có cái bao này rất là an toàn. 128.6 giá 199.000. 128.7 á. Ở đây em có hai cái nha, 128.7 với 128.8 là đều là cái cây dụng cụ rọt gọt vỏ hoa quả của Victorinox nha, hàng thị sĩ đàng hoàng. Giá của nó 189.000 một cái. Thì ở đây em có hai màu, một cái màu vàng và cái màu đen, thì tùy nhu cầu mấy anh thôi, mấy anh thích màu nào thì mua màu đó. Là Swiss Made đàng hoàng nha. 128.7 giá là 198.000. Đó. Victorinox. Đây. Swiss Made nha. Giá cái này là cực kỳ tốt rồi. Đây, Victorinox nè. Victorinox Swiss Made. Swiss Made là hàng thị sĩ nha mọi người, hàng made in thị sĩ đàng hoàng. Đó, thiết kế bên ngoài. Nhìn cái nhựa của lớp nhựa của nó nè, cái lớp vân của nó nè. Đó, và cái lớp lưỡi dao cực kỳ đẹp nha. Đưa vô mà nó sáng làm đen cái tay mình luôn á. Thì giá cái này là 198.000 một cây. 128.7 giá 198.000 của Victorinox nha, một cái thương hiệu là cực kỳ nổi tiếng rồi. Đó, Victorinox. Hàng Victorinox. Giá cái này là 198.000, thì cây này là cây màu đen, 128.8 giá 198 luôn.
cái này cái màu đen em có hai màu, thì tùy nhu cầu mấy anh thích màu nào thì chơi màu đó. Đó thì bên đây là màu đen, vẫn cái logo màu, vẫn chữ màu trắng, logo màu đỏ Victorinox, vẫn Swiss Made đó. Chỗ này có treo lên nè, rất là đẹp nha. Cái này gọt hoa quả thì gọt xong thì chắc ăn sẽ ngon hơn bình thường á. Rồi cái này á, chiều dài tổng của nó nè, chiều dài tổng nha là sẽ là 14 cm, và chiều dài cái đạn lưỡi này sẽ là 45 mm đó. Mã cây này là 128.8, giá là 198.000, còn cái kia là 128.7. Đây, 128.8 giá 198.000, 128.7 giá là 198.000 luôn. Thì mấy anh mua màu nào thì chọn màu đó. 7.8.9 vẫn là hàng Victorinox luôn nha. Vài hôm nữa có về mấy món lạ lạ của Victorinox nữa nha mọi người. 128.9 giá là 460.000. Đây là một cái cây kìm cắt móng tay của thằng Victorinox, hàng Swissmade đàng hoàng. Cây này là cây của em và em lo ra dùng rồi. Cây này thì rất là sướng rồi. Đồ Victorinox thì em rất là thích, tại vì nó thiết kế quá đẹp chứ không gì hết trơn á. Đó, nhìn cái logo là thấy ăn tiền rồi. Cây này cắt móng tay rất là sướng nha. Đây, cây này được cái là nó nhỏ gọn như vậy đó, để che móc khóa, để trong nó, nó như vậy rất là nhỏ gọn và như vậy nè nha. Mấy anh đưa ra đưa vô nghe cái tiếng nó bóp vô nè đó, như vậy là nó gặp lại rồi nè. Rồi mình xài thì mình bật nó ra như vậy cho mình xài. Bữa nay có móng tay rồi, cắt móng tay cho mấy anh xem. Đó, cái thứ nhất là mấy anh nghe cái tiếng mà cái móng tay nó được cắt. Và cái còn lại là cái đường cắt móng tay cực kỳ đẹp nha. Đó, thấy không? Cắt rồi là nó rất là mượt. Và mấy anh cắt xong là mấy anh không có cần dũa gì mài lại gì hết trơn á, nó không hề xuất hiện một cái ba vớ nào ở đây luôn. Đó. Cái bình thường á, nếu như mà cái lưỡi cắt móng tay á nó không có bén á, thì mấy anh cắt xong thì lúc mà mình cạo như vậy nè, nó sẽ nhâm 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 và nó rất là bén, rất là khó chịu luôn. Lỡ quẹt trúng tay thì nó sẽ rất là tạo cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà cái móng tay này cắt xong á thì nó cực kỳ đẹp nha. Đó, cái này là em cắt bừa chứ còn cắt mà tròn tròn nữa thì đẹp nữa. Cái này sướng rồi, nó rất là tỉ mỉ nha mọi người. Đây, trên cái này là nó có khắc luôn để cho mình lúc mà mình bấm nó không bị trượt. Đó, rất là hay nha, hàng Victorinox. Mình nghe cái tiếng lúc nó gặp vô nè. Đó, Victorinox Swissmade. Giá cái này là 460.000 một cây. 128.9 nha, 460. Giá này rất là tốt nha, bao giá thị trường. 128.10. Giá 180. Thì đây là cây kìm cắt móng tay của thằng Kai, nội địa Nhật, made in Japan. Đó, Kai. Thì cái này bán rất là nhiều rồi, cây này mới về hàng lại hôm trước. Anh nào đặt em á thì hôm nay mới về nha. Thì hàng khách đặt thì em không dám nhận, tại vì không biết khi nào hàng mới về. Sợ nhận xong rồi vài hôm nó về lâu quá mấy anh sốt ruột nữa. Đó, thì đây là cây kìm cắt móng tay của thằng Kai, hàng made in Japan hoàn toàn. Kai made in Japan, thép không rỉ, có dũa móng tay. Đó, cây này hay hơn thằng Victorinox là chỗ dũa móng tay nè. Và hình này là hình núi Phú Sĩ nha mọi người. Đợt này về lô này là lô hình núi Phú Sĩ. Cái này cắt móng tay của cây thì lúc mấy anh cắt á, thì cái móng tay nó sẽ văng vô cái hộp trong này. Khi nào mà mình cần đi đổ rảnh á thì mình đổ, thì mình lôi cái hộp này ra. Đó, mình kéo này ra rồi mình đi đổ nó đi. Rồi đổ xong á thì mình đẩy vô lại. Đó, và mình đưa như vậy. Giá cây này là 180.000, cây này là size, này là size to cho nên là dùng người lớn được nha. Người lớn được, cắt móng tay móng chân đều được hết. Giá là 180. 128.10, giá 180. 128.11 giá là 395.000. Đây là cái dao bếp, hàng made in Japan hoàn toàn. Cán gỗ thép không gỉ made in Japan, chữ khắc chìm đó. Cây này là cây dao bếp và cây này là cây hai mặt lưỡi nha mọi người, hai mặt lưỡi luôn đó, cho nên tay trái tay phải đều dùng được hết. Giá của nó là 395.000, cán gỗ. Cái này chữ là chữ khắc chìm nha mọi người. Đó, khắc chìm. Cái này á, chiều dài tổng của cái dao này á, chiều dài tổng cái dao này là 29.5 cm,
chiều dài cái lưỡi này á là tầm 17 cm nha, 17 cm. Cái này rất là bén. Để em lấy giấy ra cắt cho mọi người xem. Đây, hai mặt lưỡi đó, siêu bén nha. Để em cắt ra cái này là biết bén rồi nha mọi người. Đó, quan trọng là cái này nè. Siêu bén. Giá cái này là 395.000 một cây, 128.11. Một cái cây dao bếp. À, cây dao này nó có độ dày, cái sống của nó sẽ là hình như là hôm bữa đo là 0.95 thì phải. À 1.5 nha mọi người. Cái sống dao của nó dày 1.5 nha. Đó, dày 1.5. Dày 1.5. Giá của nó là 395.000. Cây này dao hai mặt lưỡi, dao bếp, hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Đây, ngoài ra thì nó có thêm mấy cái mẫu dao khác nữa nè, mấy cái mẫu dao hôm bữa em bán. Thì hiện tại là em thấy cây này, cái thứ nhất là giá nó vừa tốt, cái thứ hai là nó hai mặt lưỡi, cho nên là thuận tay trái thuận tay phải đều dùng được hết đó. Và cái kích cỡ nó cũng khá là to nữa, cho nên là dùng nó khá là ok. Hiện tại là em chỉ bán loại dao này thôi. Giá này là 395.000, 128.11. 128.12, giá là 335.000. Đây là một cái cây KT của thằng Koken. Cây T này là cây T đầu 1/2 nha. Thì cho nên là mấy anh có thể gắn những cái đầu tiếp vô, mấy anh dùng được vô tư. Koken, hàng made in Japan. Đó. Cái này là bao đâm, bao dùng luôn. Đó, 335.000 một cây, 128.12. À, thì ưu điểm những cây này á là cái thứ nhất là rất là đẹp. Đó, cái thứ hai là cái này sẽ rất là đều nha, cho nên là mấy anh quay nó cực kỳ sướng luôn. Mình quay là nó cực kỳ êm nha. Đó. Nó rất là đầm tay. Đó. Và cái thép ở đây nè mọi người, nó làm cái thép đây rất là dày nha. Đó, làm thép rất là dày cho nên là mấy anh dùng cái lực gặt rất là khỏe. Chiều dài, những cái kích cỡ, kích thước cơ bản nha. Đầu này là đầu tiếp 1/2 có bi. À, chiều dài của nó, chiều dài tính luôn cái đó là sẽ là 28 cm. À, bề ngang của nó sẽ là... Xin lỗi mấy anh, em liệu. Rồi, chiều ngang của nó sẽ là 17 cm. Đó, chiều ngang của nó là 17 cm. Thì cái cây này á, nó được cái ưu điểm của nó là bề ngang của nó chỉ có 17 phân thôi, là mấy anh cầm nó sẽ rất là vừa tay. Đó, mình sẽ gặt rất là vừa cái tay của mình. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là nó là 17 phân, cho nên là mình bỏ được những cái thùng đồ nghề, những cái tủ đồ nghề nó không có bị vướng. Giá này là 335.000. Bữa nay mới về hai cái cây tê này. À, cây này là cái cây T8 của thằng KTC. Đây, T8 KTC Kyoto Tun Japan đàng hoàng nha. T8. Giá cái này là 285.000 một cây T. 285.000. Đây là cây T10. T10 KTC Kyoto Tun Japan. Giá cái này là 298.000. Hiện tại hàng KTC là em sẽ nhận đặt hàng tất cả các sản phẩm của KTC, từ KTC cho tới Neprod luôn. Đó, thì khách nào có nhu cầu đặt thì em sẽ đem về. Thì hiện tại là em đang thấy cái nhu cầu là cái cây T8 và cây T10 là những cái cây T mà cơ bản là phải có luôn rồi. Riêng với cái anh T8 này nè, là ai cũng phải có luôn. Có những cái vị trí là chỉ có cây T này mới đút vô xài được thôi. Đó, thì cái hai sản phẩm này là nó khá là cơ bản. Và giá của nó cũng rất là tốt luôn. 285.000 một cái cây T. Nên nhớ đây là hàng KTC, made in Japan và là hàng mới 100%. Đó, thì giá này rất là tốt. À, ở đây là hai cây, một cây T8 và một cái cây T10. T8 giá là 285, cây T10 giá của nó là 298.000. Em nhận full bộ KTC T luôn nha. Khách nào có nhu cầu đặt thì alo em. Đó. Thì chiều dài cái đầu này sẽ là 25.5 cm. 25.5. Bề rộng của nó sẽ là 20. Đó, bề rộng là 20. Chiều dài cái đạn này, chiều dài cái đạn này sẽ là 25.5 luôn. Và chiều ngang chỗ này cũng là 20 luôn. Đó. T10 6 cạnh nha. Mấy thằng này đút vô là bao sướng, khít khình khịch luôn á. Đó, hai cây T cơ bản phải có luôn. 128.15, giá là 1390. Đây là cái kìm Vastrip, kìm chết của Mỹ. À, dòng này là dòng 10CR. Vastrip, hàng lưu kho quân đội Mỹ. Cây này là đát sản xuất năm 1970X nha, giai đoạn 197 mấy á. Hai cót đó,
Vice Grip USA dòng 10CR hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đó. Năm 197 mấy là người tới giờ là biết bao nhiêu năm rồi nha, 40 mấy năm rồi nha. Đó. Rất là đẹp. Giấy tờ ở lộn giấy hướng dẫn sử dụng còn đầy đủ hết. Đây, hàng mới 100%. Mã cái này là 128.15, giá của nó là 1.390.000. Rồi, 128.16, đây là một cái bộ tua vít mở đồng hồ hoặc là mở linh kiện, giá là 395.000. Đây là cái bộ tua vít này, là bộ tua vít này là của thằng Vetsel nha mọi người. Và hàng made in Japan hoàn toàn, Vetsel. Vetsel made in Japan. Đó. Thì cái bộ này rồi luôn, bộ này nó không cho mở rồi. Bộ này không, nó không cho mở ra nha, tại vì nó dán tem đi qua đây, mấy anh muốn xài mấy anh phải cắt cái tem chỗ này ra và mở cái nắp hộp này ra. Cho nên trên video này em chỉ có thể giới thiệu sơ qua như vậy thôi nha. Đó. Hàng made in Japan. Giá là 395.000 128.6. Thì cái bộ này á nó sẽ cho mọi người là trừ 0.9 nè, trừ 1.2, trừ 1.8, trừ 2.3 và đầu cộng là B00 và đầu cộng là cộng 0. Đó. Thì mấy cây này thì cái đuôi nó xay được và chỗ ngay cả trên những cái nấc này nó là có chữ Vetsel nha mọi người. Và phía sau của nó là sẽ chữ Japan. Đó, mọi người thấy không? Made in Japan. Phía trước là Vetsel, phía sau sẽ là Made in Japan. Hàng nội địa Nhật Bản luôn. Giá cái bộ này là 395.000 một bộ. Hộp thì rất là đẹp. Hàng mới 100%. Chiều dài tổng của nó sẽ là 12 nhân cho 9. 12 nhân 9. Đó. Giá là 395. 128.16. 128.17 là cái đồng hồ đo áp Amon. Cái này còn có mấy cái nữa là hết rồi nha. Đây là đồng hồ đo áp Amon hàng Nhật Bản. Đây đầu 49, full chữ Nhật phía sau. Đó, hàng của Nhật Bản nha. Và là hàng này là gia công tại Trung Quốc, made in China. Amon là thương hiệu của Nhật Bản, Amon.co.jp nó rất là rõ. Còn anh nào mà gán nói nữa là ừ này là đồ Trung Quốc, cái hiệu này Trung Quốc, thì thôi anh đi chỗ khác mua đi, em cũng không biết đường trả lời luôn. Em nói rất là rõ rồi. Hàng bên em thì em tư vấn rất là kỹ, em không hề bao giờ có chữ lương lẹo đây hết. Hàng như thế nào em sẽ nói vậy. Thì đây là cái đồng hồ đo áp của thằng Amon. Cái đồng hồ đo áp này nó, cái hay của nó là nó như vậy. Đây, cái nấm cái giò này nó có thể xoay 360 độ được. Cho nên á là đối với những khách, những anh mà đi ô tô hoặc là những cái chiếc xe tay ga mà cái vòi nó cong á, thì cái này là cực kỳ hay nha. Tại vì những cái thế mình sẽ đưa vô mình lấy ký nó sẽ rất là hay. Và đây cái đồng hồ này sẽ đo tối đa được là 500 kPa nha mọi người. 500 kPa ở đây, đơn vị nó đo là kPa, Việt Nam mình hay dùng là ký. Thì nó sẽ có cái bảng quy đổi phía sau, kilogram trên cm vuông nè, kilopascal. Thì nó sẽ tương đương với nhau nha. Cho nên là mấy anh cứ làm tròn đại đi. Mình đi xe mà nó đâu có cần chính xác đâu. Ví dụ như 1.8kg á, nó sẽ là 176 kPa. Hoặc là 2kg sẽ là 196. Thì nó lệch có 4 kilopascal nè, không có nhiều đâu. Đó, thì cho nên á, thì mấy anh bơm thì mấy anh cứ nhìn vô đây là 250 hay 300 hay là 400 gì đó, cứ nhìn vô đây mà tính. Thì đối với xe máy của mình, bánh trước sẽ là từ 2kg cho tới 2,5kg, bánh sau là từ 2,2 kg cho tới 3kg, tùy vào nhu cầu mỗi người. Đối với cá nhân em đi xe tay ga đi một mình thì bánh trước em cân là 2,2 kg, bánh sau em bơm là 2,8 kg, 2,7 kg. Đó, nếu như có chở bạn hay chở ai nữa thì sẽ ghi là 2,8 kg là ok. Đó, còn khi nào mà chở ai nặng nữa hay chở đồ gì nữa là 3kg, tùy nhu cầu mỗi người. Còn đối với ô tô á, thì mấy anh cứ bơm 2,5 kg thẳng tiến, 4 bánh như nhau hết, không khác chỗ nào. Đó, cái này nó sẽ có cao su giảm chấn và cái này cực kỳ đẹp nha, hàng của Amon. Đây nhìn nó tiện CNC chỗ này nè. Đó. Amon là một thương hiệu của Nhật và chuyên sản xuất đồ hơi và đồ cho ô tô luôn nha mọi người. Amon sản xuất rất là nhiều lực phụ kiện cho ô tô luôn á. Giá cái này là 295.000, 128.17. 128.18 giá là 279.000. Đây là cái cây thước của thằng Nigatatsuki 3.5m. Quan trọng là đầu này có 500. Đó, thì đầu này có 500. Hàng Nhật Bản, chuẩn ZIS. Đó. 3.5m. Chiều cây dài, cây kéo chiều dài là 3.5m và cái này cái đầu nó có 500 cho nên là mấy anh thao tác cực kỳ dễ. Đây, nó sẽ hết như vậy. Đó,
thì để mình làm việc một mình, ví dụ như mấy anh đo cái ngạch cửa đi, đo từ bên đây qua bên kia, thì đôi lúc là mấy anh cần người dẫn. Nhưng mà cái này nó có cái thước á, thì mấy anh cứ kéo ra kéo vào như vậy đó, thì nó sẽ không, nó không có đi thước luôn nha. Chị nào mà lấy mình giật ra như vậy đó thì nó mới ra thôi. Rất là hay, cây này là cực kỳ tiện nha. Khi nào mấy anh vào việc thì mình sẽ biết được cái sự lợi hại của nó. Cây này cái bảng của nó xài cái bảng này là bảng thước này là bảng bảng 16 ly nha mấy anh, bảng 16 ly. Cho nên là 1635 nè, bảng 16 ly và chiều dài của nó là 3.5 m. Cây thước này giá của nó là 279.000, 128.18. 128.19 đó là cây này mới về. Cây này là mới về và giá đợt này rất là tốt nha. 128.19. Giá của nó là 410.000. Đợt trước là 403 thì giá cái nó là 410. Đây là cái cây thước 5.5 m của thằng Nigatasaki, có kẻ vạch kaidan, autolock. Autolock rồ luôn. Đó, bản thước là bản 25 ly, chiều dài là 5.5 m. Auto stop nè. Đây auto stop là sao? Đây cái tay mình như vậy nha, kéo ra thì cứ buông ra thôi. Thì nó sẽ tự động dừng lại, nó gọi là auto stop. Khi nào mà mấy anh muốn thu vô thì nó có chữ bus đây, anh bấm vô đó thu vô như vậy, kéo ra thu vô thì nó lúc nào nó cũng sẽ tự động nó khóa ra như vậy, thì mình sẽ kéo rất là tiện đó, thu vào nè, rất là đẹp nha. Cái này là cao su giảm chấn, vỏ này là không phải kim loại nha, vỏ này là giống như antimon vậy đó. Giá của nó là 410.000 một cây, giá đợt này rất là tốt luôn nha. Hôm bữa khách nào mà không mua được hôm nay mình mua. Chuẩn zip Nhật Bản đó, chuẩn zip Nhật Bản, có kẻ vạch kaidan hai bên, đo số rất là đẹp, ni lông. Cái này là sẽ chống chói nha, có lớp này là lớp chống chói. Bảng là bảng 25 mm, bề ngang bảng là bảng thước là 25 mm, chiều dài thước là 5.5 m. Giá là 410.000, hàng Nigatasaki. Rồi cây này giới thiệu tiếp, cây này rất là hay, bán rất là chạy luôn. Cây này giá cái này là 180.000, 128.20, giá 108. Đây là cái thước đa năng của thằng Nigatasaki, hàng made in Japan. Đó, thì cái này nó bằng nhựa. Ưu điểm cây bằng nhựa là cái thứ nhất nó nhẹ, cái thứ hai là rớt này kia đồ á, nó không có bị cong vênh. Thì những cây bằng sắt hay bằng nhôm, lúc mà mấy anh rớt mạnh á thì nó sẽ bị cong vênh cái gốc đó, thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó bị sai lệch về kết quả. Đó thì đó là ưu điểm cây bằng nhựa. Và cái ưu điểm lớn nhất của nó là cái này là nó sẽ giúp cho mấy anh tiết kiệm tiền. Giá của nó chỉ có 180.000 thôi. 128.20, giá 108. Nó sẽ có đo thước ở đây, bên đây đo ở đây là đo đây là được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm, và chiều dài đây là 15 phân. Góc 45 độ, góc 135 độ. Đó, đo 90 độ ở đây. Nói chung là cây này đa năng lắm. Cây này là mua là dư lời á. Tại vì bản thân cái cây thước 10 phân Nigata này là 99.000 rồi. Ở cây 15 phân là 99.000 rồi. Cái cây kia gốc cây này kia nữa là mấy anh biết là giá rất là tốt luôn. Rồi, thì mấy anh xem có cái nào phù hợp với công việc thì vui lòng nhắn tin liên hệ đặt hàng với số điện thoại 0777896639 gặp Khánh. Bên em giao dịch lần đầu rồi chuyển khoản trước. Anh nào muốn ship tới nhà trả tiền thì nói là anh muốn ship code, rồi sau đó ghi gọi địa chỉ số nhà để giúp em. Bên em sẽ bao ship hóa đơn trên 500.000. Những ai lần đầu tiên mua hàng bên em mà kêu ship tới nhà trả tiền là em sẽ không có bao ship nha. Thì mọi người có thể đến lấy hàng tại 637-95 Trần Đình Xu, quận 1. Nhớ rằng một điều trước khi qua để alo em để xem là món hàng còn hay không. Và bên em mở cửa từ thứ 3 cho tới thứ 7, 1 giờ tới 5 giờ chiều. Mọi người thấy video này hay nhớ nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã xem video và ủng hộ hàng bên em. Và xin chào mọi người nha, và hẹn gặp lại vào thứ 7. Thứ 7 tuần này có nhiều món hay lắm. Bye bye mọi người.